đứng ở dưới thì nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Phòng cách. Cái độ tao gặp được mày tao chém phết. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sợ quá. Các bạn như lông lộn phần mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Mình nghe chưa? Wow, có cái câu nhạc. Ha 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 ha. Bật chứ nó bay lên được quần áo hai hen. Bật chứ nó bay lên được đào lắc hai bên. Bật chứ nó bay lên được quần áo hai hen. Bật chứ nó bay lên. Ma túy chứ gì? Không, ta sợ nghiện lắm. Ôi giời.